Nghe rõ Dạ em nghe rõ rồi anh. không? Ok. Bây giờ anh mới nói cái vấn đề này. Hồi sáng anh có không? Hôm qua, hồi sáng anh không nhớ nữa. Có lên cái diễn đàn của anh Bình Dương thì có một cái thằng nó anh là anh không biết cái gì hết, để anh đọc lại cho anh. Cái thằng này tên Tô Đình Nhu. Nó nói là thằng Hồ Chí Minh có tốt hay xấu các bạn đã bài hết rồi. Cái đéo mẹ chúng bay bằng là đem ba cái chuyện không có ra để mà dựng chuyện nói lịch sử 4.000 năm. Còn thằng Hồ Chí Minh có bao nhiêu tuổi mà phải đợi thằng Hồ Chí Minh mới biết bản đồ Việt Nam. Tao nói tụi bay đó, nghe rõ chưa? Rồi bây giờ em nghe cái điều này là tôi không chấp, tôi không phải là tôi nói người cái tiếng người ở cái đất nước Việt Nam không có trường hợp đó phải vậy, nhưng có 1.000 năm đô hộ đã ngồi đã gọi là đô hộ mà làm sao có độc lập được, chặt tàu ở đô hộ mình, anh nói vậy có đúng không, em thấy có đúng không? Dạ đúng rồi 100 năm thằng Tây đó đô hộ là thực dân thì làm sao mà Việt Nam có độc lập được mà nó gọi là độc lập. Rồi sau chiến tranh thằng Nhật rồi tới thằng Mỹ 20 năm mới xếp mới mới bắt đầu hết chiến tranh năm 1975, đúng vậy không? Thì sau 1975 thì nước ta mới gọi là độc lập, độc lập đúng thì cái tên đó nó mới vươn ra thế giới được, chứ ngày xưa thuộc địa mà mẹ là lính nó gọi là đất của nó, Pháp nó đất của nó mà đâu mà gọi là đấy. Thậm chí ngay bây giờ cái thằng Nam Hàn dưới Bắc Hàn nó cũng chưa phải là độc lập. Chứ cái độc lập có nghĩa là khi em nói cái chữ người Hàn Quốc em phải hiểu là một nước, chứ không có vụ sẽ làm đôi ra mà làm được, cắt mẹ miếng bánh của người ta làm đôi kêu nguyên cái làm sao mà gọi được. Bởi vậy mới nhắc lại hoài cái tiếng Việt Nam của mình, có nghĩa là Việt Nam hình chữ gì nó đó trả lời không được, nếu mà em cắt cái miệng ra thì đâu gọi là chữ S nữa, thì là gọi làm sao mà quên, đúng chưa? Nó thằng nó phản biện nói vậy đó, nó nói anh có biết cái con mẹ không? Tao đã sửa lại cái điểm thứ nhất, cái này muốn nói vấn đề tham nhũng, đất nước nào cũng tham nhũng cả, kể cả Mỹ. Bây giờ mới là chứng thực cho tụi em thấy nè, đây là tin tức của Mỹ mới đây, một khác đây, đây tin tức của Mỹ nha, đài này đài Lý Đô Sài Gòn. Được cho có thêm những cái bằng chứng chi tiết để cáo buộc về ông Paul Manafort với chức danh là cựu giám đốc của Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2016. Thưa quý vị, đầu tiên đó là những cái cáo buộc rằng ông đã nhận ít nhất là 60 triệu đô la tiền từ các cố vấn từ một đảng tranh cử chính trị ở ngay tại Du. Như vậy để hiểu rồi chị, nó không ăn tiền đó, bầu cử tổng thống mà nó đã có nó đã là tham nhũng rồi, thấy chưa? Đó là cái bằng chứng mà tin tức nước Mỹ chứ không phải tin tức Việt Nam mà nó ăn lên ăn vậy đó, đó là tham nhũng cỡ đó, đó. Mà đó là bầu cử tổng thống Mỹ đó, chứ không phải kiểu như mình ăn theo kiểu như ăn ở Việt Nam mình ăn 1-2 ngàn rồi 100 đâu. Cái đó nó nói là điều gì? Nó nói là ở bất cứ một đất nước nào cũng đều có tham nhũng, chứ không có riêng gì Việt Nam. Nhưng một cái tốt nhất á, khi anh có tham nhũng rồi anh phải khui ra anh trừng trị, là cái điều đó quá tốt. Nói có sách mách có chứng rõ ràng, có tin tức đàng hoàng của nước Mỹ như thế thì đừng bao giờ đem cái tham nhũng ra. Tham nhũng mà ta bắt ra nó cũng nói, mà bắt nó cũng nói, thì như thế nào mọi người lại, chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta không có còn nói láo, nói là phải có mắt à, thậm chí đưa bằng chứng nước Mỹ mà đưa cho nó coi anh về mà nó còn nói xạo nữa, nhiều khi nó còn nói xạo nữa. Cái ông này là coi như là xếp về để coi như bầu cử của tổng thống Trump chưa chắc, giờ sau này ông Trump chắc là bị dính líu thôi, nhưng có chuyện là chuyện hạ hồi phân giải mình không có biết được, nhưng mà để chứng tỏ cho tôi biết rằng ở trong cái phủ tổng thống nước Mỹ này nó vẫn có tham nhũng rõ ràng, thấy rõ ràng chưa? 60 triệu đô la chứ không phải kiểu như là đủ mẹ một hai rẻ như Việt Nam đâu, mà tính 60 triệu la mà tính Việt Nam là bao nhiêu tiền đó. Thành ra việc chỗ đó, thành ra chúng ta nói đi nói lại hoài, ta không có nói các bạn nghe, ta cũng sợ não chứ, có điều mình phải nói thật, nếu không, thật thì mới nói, nếu không thật không nói. Ta nói cho mày nghe cái điều đó, ta không sợ não chứ, có điều ông cứ nói. Mình nhìn về quê hương thiện cảm một chút,
chứ không có đừng có nên mà thù oán hoặc là hằn học hoặc là hay so sánh, mà so sánh học hển. Anh nói thẳng. Dạ đúng rồi. Dạ quá khắc khẩn rồi. Có nghĩa là khi mà anh qua nước sở tại, anh qua bên Mỹ này, anh bằng sống bằng sự lao động cực lực của bản thân, không phải cần phải đi xin. Tự mình phải làm hết cái sức mình của mình đi. Tôi thằng cái này quá đủ mà ăn thất tiền thất nghiệp lãnh qua phe làm đủ. Ở lúc nào cũng quan quan, lúc nào cũng chỉa chó về cái chứ nơi chỗ mà chôn nhau cắt rúng của mình mà để mà xỉa sói bỏ đó. Khổ. Bởi vì anh nói thiệt nhiều cái chuyện, anh nói được bản chất của con người Việt Nam mình rất là xấu, anh cũng nói hoài. Tị hiềm, ích kỷ, so sánh. Một cái tình cảnh là đó là tâm lý chung, cái anh không mua lửa lắm nhưng mà thường tâm lý chung. Ngày xưa còn đốt pháo ở Việt Nam mà thời còn đốt pháo. Còn đốt pháo. Thằng mày đốt một thước pháo là cái nhà kế bên phải tệ lắm, nó phải bốc hai thước. Đốt thua nó không chịu. Cái là đối với hàng xóm với nhau mà nó còn vậy đó. Đừng nói chi. Đó là cái tánh xấu. Dạ cái tánh xấu rõ ràng, cái việc đó tánh rất kỳ, chạy cái lọ chĩa bữa vừa về bươi móc cái chỗ nhà mình không mà nhà người ta không có, ở đây rõ ràng đó. Được có nói làm chi, nói phải nói thật, cái gì thật thì nói, không thật thì thôi, đừng có ngụy biện. Không thích ngụy biện. Bởi vậy chán lắm, nhiều khi mình là thấy mình là thương đất nước mình không hết. Mình giúp đỡ hết, không giúp đỡ được của thì không giúp đỡ nói ý thì giờ là cái điều đó không nên tốt. Đã phá cửa trong từ lâu rồi, cũng mấy năm nay mẹ gì nữa. Tao cũng không bao giờ tao thừa nhận, tao không phải là tao phủ nhận, tao cũng cái lá cờ mấy chục năm trước tao đã từng bị thương, tao có cái lá cờ rồi, nhưng cái chuyện đó đã cũ rồi, nó cũ quá trời rồi, nửa thế kỷ rồi, tại sao coi mất những cái chuyện này kia. Có thằng nào bốt kia nó trả đũa kìa, nó chiếc view 22 trước năm 1975 ở Sài Gòn kìa, đi vô mà coi. Tao đéo có sợ ai chân trời, đồ mày đừng thách, mày ngon mày kéo tới đi, mày ngon mày kéo tới đi. Mày làm riết rượu, mày không giống cái đó, người Việt Nam bản chất nó là vậy. Thì nói không lại người ta, lý lẽ không lại người ta, bắt đầu đe dọa. Lạ đời chứ đó. Mệt quá. Bởi vì đó là một cái là coi gì đó, nói anh không biết gì cũng để độc lập. Độc lập gì? Một nước mà độc lập chứ đủ, mà cắt đâu ra coi là độc lập được. Mệt. Thì anh cũng muốn nói rồi, anh nhắn gửi là những cái đứa mà còn mà có một cái ý thâm thù ở Việt Nam, hãy để cho Việt Nam phát triển lên đi. Chúng mày không giúp được thì đừng có phá. Bây giờ anh nghĩ đi, đất nước nào cũng vậy, có cái mặt trái, có cái mặt phải hết. Đất nước nào? Có cái đất nước nào? Đất nước nào cũng vậy. Trong nhà của mày cũng vậy nữa. Cái chuyện xấu trong nhà, dám nói cho người ngoài biết không? Mày bây giờ mày ra có đất nước nào mà hoàn hảo hết? Có đất nước nào mà hoàn hảo? Được không? Đúng, mệt thiệt á. Chính bản thân các người đó là hiện tại các người đó là chống cộng rồi này, các người đã hoàn hảo chứ, với một đám của các người thì lúc cầm cái lá cờ ra chống chống cộng cực đoan đó, tôi kia cũng chống cộng cực lưu đó, còn chửi luôn với nhau trong một nhóm thì làm sao mấy người mà nói về đây mà chửi thao nguyên đá đạn của các người, lôi kéo những cái người mà để cho những người kém hiểu biết tại Việt Nam để làm cho đất nước nó có một cái để mà lý lẽ thì không có diễn ra. Tao chẳng cái yêu cờ nào chào anh rõ ràng tao đã thì mày tao cũng chẳng biết gì chỉ chế độ của Việt Nam cả, thậm chí tao đã từng nói từ lâu rồi cái cộng hành của nước Việt Nam tao cũng quý nữa. Nhưng mà tao chẳng biết về vấn đề đảng phái, tao cũng chẳng biết về ông nào ông biết được, tôi chỉ biết là người Việt Nam thôi và đất nước Việt Nam thôi. Bây giờ thí dụ đất nước Việt Nam bây giờ theo cái chế độ cộng hành này, củ tỏi hay cái gì là tao cũng không khe, tao không cần. Tao tại vì bà con chú bác cô gì anh chị tao vẫn còn nằm đầy dãy ở Việt Nam, vẫn còn người ở Việt Nam rất là nhiều, đó là người thân, còn ngoài thân còn hàng xóm, còn bà con nữa.
mà nếu mà các người mà yêu yêu thương đất nước á, thì mình lên tiếng nói sao phải đúng sự thật, nó là gọi yêu đất nước. Còn giờ người yêu đất nước mày yêu đất nước mà toàn là kêu chống phá đất nước không. Bây giờ nói một cách khác nữa, bây giờ mày không cần yêu đất nước cũng được, nhưng mà ít nhất mà phải yêu người thân của mày trước. Tệ lắm, không phải là bà con của mày trước. Nếu mà gia đình của mày bị đi qua đi hết đồ, má mày cũng phải yêu đồ dòng họ của mày. Tào lao, bởi tớ thiệt tụi mày chống phá vô cớ. Tao thấy nhiều cái tụi lập luận tụi mày đưa ra toàn là tào lao. Nào là giặc tàu đi vô đầy hết trơn rồi, đồ má đất đai Việt Nam mình trào chiếm hết rồi, rồi tùm lum chuyện một cái nào chỉ ta không có cũng dựng đứng lên nói mà thiệt. Cơ Nguyễn này ông không yêu Hồ Chí Minh là quyền của ông, đúng không? Quyền của ông. Tao ta nói thẳng như mày đủ tâm, ông là ai đâu mà thiệt. Mấy người miền thì nói lúc nào yêu thương đất nước Việt Nam, mà toàn là đi chống đối thôi. Chính các người là từ chống đối đất nước Việt Nam. Trời ơi, chống. Mà tôi cũng nói thật luôn, dân Việt Nam ở đây cũng không để mà khoanh tay để cho muốn các người muốn làm sao làm. Nó không có hiểu, anh đã nói từ một câu là câu rồi đó rồi. Cái gì cũng có mặt trái mặt phải, không ai có hoàn mỹ cả. Nhưng mà mày chấm đúng ok, phản biện đúng ok, anh chấp nhận hết trơn rồi. Nhưng mà mình chống là phải có lý do, rồi phải có chứng từ, rồi phải có đầy đủ. Có nghĩa là mình phải nói cho thật, tao chỉ cần phải nói sự thật thôi. Đừng nói sự thật, 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 thật và thật. Cái chữ thật không mà nói cũng không xong nữa, thế mẹ chống là mẹ gì. Hả? Tao nói cho mẹ nghe, mày chỉ cần nói thật thôi. Mà mày nói thật không được nữa, thì đủ mày là làm gì. Vì cái so bì đủ Việt Nam đủ quan lớn quan thắng cướp đất cướp đai tụng lưng ra bộ Mỹ có mới cho mà coi đó. Cơ cái vụ bầu cử bằng 2016 của ông Trump mà nó quốc 6 triệu đô la 60 triệu đô la, mày nghĩ mày đổi là tiền Việt là bao nhiêu? Tào lao, bởi tôi nói thiệt mày, bởi tao mới phân mua tao mày cứ lúc nào mày cũng mày cũng nói là ở Việt Nam này từ quan lớn tới quan tham này nghĩ là tùm lum ra, rồi tao dẫn chứng cho biết là ở nước Mỹ ngay cả phủ tổng thống đó bầu cử tổng thống đó, mà nó đã làm vậy rồi, huống chi ba cấp quận cấp đồ. Thì ra tao nói thẳng là như vậy đó, thành ra đừng bao giờ. Ý ta muốn nói một lần nữa, có nghĩa là mình phải nhìn về đất nước Việt Nam bằng con mắt thiện cảm. Mặc dù mày không ưa cũng không được, không sao, nhưng mà đừng nên chống phá, đừng có soi mói. Có nghĩa là cái gì giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi. Đó ý là tao là vậy, tao chưa hề, từ hồi ngày mà tao lên đàn, lên cái mạng này bây giờ tao chưa hề chống ai cả. Tao chưa nói thật, thật và thật. Là người ta quý tao là quý cái thật. Thật có nghĩa là cái sự kiện xảy ra chứ ta không nói cái chuyện kia. Cái gì có thì nói, không có thì không nói. Đừng có dựng đứng cái câu chuyện lên nói. Thế thôi, anh chỉ nói cái điều đó vì ta nói một lần nữa. Mình chỉ tôn trọng sự thật, đừng nên bao giờ vu cáo. Đó. Cũng như ta, có một lần anh qua anh kể cho em nghe rồi, anh qua cái trang mạng như thằng Tân Thái, nó có con nhỏ kia, nó chiếu, thằng nào nó đưa cái một cái hình gì đủ mà nó cướp đất đâu ở ngoài Đắk Lắk bên Mỹ thuộc. Mà thực tế không phải, đó phải đất của nó. Đất là đất của nhà nước, đất của trại tù, rồi ta ghi không, ta không sử dụng thì người dân ở trong đó người ta canh tác, ta trồng khoai mì, rồi xong rồi khi mà hết hạn rồi người ta không cho, ta bắt đầu ta có xây có kế hoạch thì người ta không cho làm nữa, mà mấy bạn này bà ráng cặp, thì lính nó xuống nó biết nhổ mì, ta rằng nó nói là cướp đất của bà, cướp đất cái gì? Dân tham đó, đất của bà đâu, chỉ có biết là cái củ mì thôi. Tại vì bà trọng không có đất mà không cho nữa. Vậy mà nó la làng lên kia cướp đất. Rồi Tân Thái khóc lóc không có sước bước rồi theo ăn hiếp dân. Chuyện vô lý đó là cái chuyện phải mình phải tìm hiểu cái sự thật ra thế nào nữa. Đó. Chứ khi mà vô mới có thiếp cha bây giờ thì còn clip mà nó xạo thiếp cha nó bắt đóng phim luôn. Tao coi hôm qua hôm kia có nào bốt lên nè. Rồi có ở đâu ở ngoài tòa án, ở đâu ở ngoài Hà Nội. Càng kia chưa đụng gì tới bả, tự nhiên bả đang năng đùng lên mà nhảy từ đó bay đụng gì bả đâu, mà nhảy từ nó quýnh tôi, công an hiếp dân đủ mà ba là một mình bả, ở diễn mình bả. Đủ. Đó. Cổ. Lên coi mình nó la không à? Không, một mình nó lăn ra đường nó la mà đâu có ai dòm, đâu có ai đụng ở đâu. Dạ. Rồi ăn hiếp dân đánh dân, kỳ con kia.
bởi họ Ê, tao nói cho mày họ nghe, đứng từ cái thủ đoàn tao mà. tao đang xác lính này, xác lính Nguyễn Thiệu nè, nhưng mà tao trừ hồi xưa tới giờ mà hỏi tất cả diễn đàn có bao giờ mà tao nói đụng tới mấy ông đó không, từ ông Thiệu, từ ông Kỳ, từ ông bất cứ ông, tao không bao giờ dám đụng tới ông đó, bởi vì dù muốn không, ông đó cũng là lãnh tụ của tao, tao chưa bao giờ nói đụng tới cái lá cờ, tao chưa bao giờ nói đụng phe phái nào cả, tao chỉ nói cái thực trạng xã hội thôi, và tao phản bác những cái nào sai sự thật thôi, hiểu không? Đừng có ép mà cái chuyện nó vô vô duyên lắm. Nếu mày tao mày nghĩ chắc là mày nhỏ hơn tôi quá là nhiều, mày thậm chí cái văn hóa cũng không có, nếu mà ngang tuổi tao mày sẽ kêu bằng bạn, hoặc là nhỏ tôi tao kêu bằng chú, đủ mấy thằng này thằng kia thằng này thằng kia, mày rõ ràng cái tư cách của mày không đủ trình để mà nói chuyện với tao đâu, mệt quá. Thôi anh đi lên đó anh nói mấy câu cho em hiểu thôi, không có cái chuyện gì để phải nói, nhưng mà có điều là để phản biện là những cái mà nó sai trái, có nghĩa là nó cho rằng anh không biết cái người Việt Nam, cái là cái đất nước Việt Nam không có tên, tao nói tao xác nhận là có tên đất nước Việt Nam nhưng không vươn ra thế giới, điểm như là mình không có độc lập, tức như là không có tiếng nói thế giới, không ai chứng nhận cả, bởi vì sao, mình được thuộc địa, mình bị nô Em hiểu lệ chưa ta? thì làm sao mà ấy, thì chỉ cái sau 1975 thì đất nước hợp nhất lại thì bắt đầu là có tiếng nói mình mới có trên thương trường quốc tế. Người thằng đánh chữ ta đó, tao không biết đi tào lao cái thằng này, thôi anh chỉ nói cái điều đó, anh bạn nói đúng thì đúng, anh nói sai em có việc nói sai. Đúng, anh nói đúng chứ sai gì. Cái đó mình thực tế anh em mình lên đây á, là để nói cho những người á, mà họ mà thiếu hiểu biết ở tại Việt Nam mình, em chỉ cần để cho Bữa họ bữa hiểu nay ra những cái người mà chuyên. không ưa là bắt đầu nó chửi bướng, nó chửi càng, nó chửi gọi là không cần biết, nó chửi nó không phải cãi gì, nó cũng chửi giống như kiểu như mấy đám gì đó, đám gọi là ở ngoài đâu, ở ngoài giống như một lần tôi kể, tôi nói là cái đám này giống như kiểu như ăn không ngồi rồi buồn quá không có công việc làm, đồ mới thất nghiệp ở Việt Nam mà 17 18 tuổi làm thấy mỗi lần cái xe đò chạy ngang qua xong nó lấy đá xanh ở ngoài đường nó lụm nó liền. Anh hỏi sao liền, chịu nói một cái xe đò chạy tốc độ 70 80 cây số vậy, ở trong này cũng liền vô và ý kiến bị thương người trên đó, công an bắt vô nhốt ra tòa, hỏi tại sao các anh làm vậy, khum khum đúng tay hai ca tay còng đứng trước tòa và buồn quá tại vì không có chuyện gì làm, lấy gạch ném chơi, đồ mới ném chơi thì mình ném mẹ đâu mà được, tại sao mình ném vô xe người ta, nó giống kiểu vậy đó, điên điên khùng khùng, tại sao mới làm hại người ta, là chết người như chơi cũng đã xăng nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà nước cái tốc lực xe chạy vậy mà đi chạy như vậy thì là đầu là bể đầu luôn, là có thể chấn thương chỗ nào là chết, nhưng mà nó hỏi nó kêu buồn quá không có biết gì là không có chuyện làm nên là làm vậy, thì anh ví mấy cái thằng này mà lên chửi thì nó cũng vậy y chang vậy, vô công rỗi nghề đồ không có làm cái gì được, Nó cùng một vô à, hoặc ở Việt Nam nó tiếng nói cũng một vô à, tiếng nói lúc nào cũng là cộng sản ác với dân, cướp đất của dân, chị hai câu đó thôi chứ em có cái câu gì mà mới hơn nữa. có không đủ con đủ tôi Những lớn cái tốt đẹp của đây đất nước không lớn nói ra. quá, cái chuyện quốc gia lớn quá, nói chuyện ở nội trong cái xóm của mày không, mà cái tiếng nói mày đã được chưa, đừng nói chi mà chuyện quốc gia mà tao từ hồi xưa giờ tao chẳng có đụng chạm về vấn đề chính trị, chính em con chó gì cả, nhưng mà tôi thấy tao chỉ cần tôi nói. Tại sao mà nói là ở Việt Nam mà không có phát triển đồ mà thấy rõ ràng đồ mắt trang con Tân Thái chụp mấy hình nó chui với ống cống chụp chụp như thùng rác không mà đủ chứ nó chụp đâu, còn nhà nhà cao cửa rộng đâu có chụp đâu, nó khó vậy nó đưa ra. Ok Nó chỉ có một cái luồng điều là nó có học lui học tới nhiêu đó, còn lên hỏi em, anh nghĩ cái ngày hôm qua em lên nó hỏi cái nó ngầm câm cái họng mà nó ngầm câm cái họng mà nó nói gì nó cùn vậy, tôi này là ăn tiền hết rồi của những cái đứa bên Việt Nam mình này, nó ăn tiền của tụi bên Cali á, cái nó mày trả tao hỏi ba mày đồng ba cọc á. hỏi mày một lần nữa, mày nói mày lính Việt Nam Cộng Hòa phải không, rồi tao chấp nhận mày luôn, cũng ngay như tao tao cũng lính Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ mày mày không lẽ lính Việt Nam Cộng Hòa mày cấp bậc gì, mày cấp bậc gì, cỡ Lê Minh Đảo Nguyễn Cầu Kỳ không, cỡ Lê Minh Đảo Nguyễn Cầu Kỳ không, đâu mà người ta còn không có làm được cái gì cái đường đó mày, rồi làm được cái gì, cỡ mặt mày rồi giờ mày lật đổ được không,
cấp bậc gì? Tao là cái thằng rượu ba cầm súng rồi nè, rượu bị thương rồi đầy bình nữa nè. Tào lao, mày là cái gì? Ở đây thiếu cha gì thằng lính, đâu phải riêng bị tao đâu. Thiếu gì? Thiếu gì? Mày chào mày vô. Như vậy mà còn không nghĩ địa gì được, nó tép riêu cỡ gì tao. Tao chỉ là một quả hạt thiệt mày, chứ đội cũ của tao là bụi nó dắt, bụi nó bóp nghe tao cũng chết. Nhưng mà bây giờ mình không chết, mình còn sống sót tới bây giờ là tức là nó phước của mình rồi. Mình chỉ cầu mong, bây giờ tao nói mày nghe, bất cứ một cái gì cũng vậy, khi chiến tranh hoặc là cái gì đó bất ổn của xã hội ở quê nhà, mày phải hiểu cái điều đó là nó đau thương. Mới biểu tình sơ sơ chiều hồi cái kỳ rồi thôi, là ở ngoài Bình Thuận là biết là đủ bà con khóc khóc rớt nước mắt luôn, đồ đạc bán không có được, không có ai chết cả. Nhưng cái điều đó thảm thương, có nghĩa là tao còn gì đâu lắm, nuôi cả hàng mấy tháng trời, năm trời tao nuôi thanh long xong, bây giờ đủ cho bò ăn đủ mà thấy không đau không, ai đền bù cho đó tao cho ta đủ mấy cái đó là điều mà, ký hợp đồng cho thằng Trung Quốc đủ mà đủ mà nó đuổi mày, đuổi mà làm sợ quá chạy về mất tiêu hết đủ, ai dám qua ký. Cái đó là mày làm hại người dân, cái đó không phải là mày giúp đỡ cái gì đâu. Trời ơi, nói nhỏ tôi nghe đồng lặng bên đó làm sao ngủ. Rồi ok, thôi anh hết, anh off. Ok. Thấy không? Thôi ok, bye.